Thì cây 102 cùng cây 105 nè anh em. Hiện tại đội hình đang lên bao. Rồi, bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến Kim Dũng miền Tây của mình nha. Ở đây hai cây 100 của Trung Quốc. Hiện tại ở đây đồng này thì đồng lò gạch. Chị Tô Ngoan Giang cũng mới mở đồng đây nè anh em. Anh em nào mà có máy cắt dự định về đồng lò gạch thì về đây cắt nha anh em. Ở đây giá thì nó cũng bèo lắm, giá có 260 cho một công à. Rồi, cây 105 thì đang đi xuống trước nè. Xe bự độ quá trời nó chớp. Tiếp theo thì cây 102 cũng của hãng Quơ. Hôm nay mình quay Kubota không à. Hôm nay mình chơi cặp máy Trung Quốc anh em ạ. Trung Quốc này thì chạy thì anh em biết sẵn rồi. Nó chạy cũng kêu tốc độ dữ dội lắm. Máy nó cũng rất là xè. Lên ga cũng phóng nghe mạnh mạnh chứ không phải được. Máy mở đồng mà có chuột nè anh em ơi. Hai cây 100 của hãng Quơ, cây 105 hiện tại đang dẫn đầu đi trước nè. Lướt khá là lẹ. Lúa này thì lúa 504 giá bán được 8.200 đồng một ký. Hiện tại bữa nay là ngày 23 tháng 7. Chuột nhiều lắm. Đó kìa. Ôi. Vô mạnh ha. Có chuột lai ra anh em ơi. Hậu này hậu dài 500m quay đầu nghe anh em. Đố cũng kéo vào. Đố này con cũng cỡ gần tấn nghe anh em. Không gì luôn chuột kìa. Quá trời chuột rồi. Nãy giờ được mấy con rồi? Mãi quá trời chạy luôn. Sau thì cây 102. Rồi, đang siết luôn anh em ơi. Đâu được mấy con? Bốn con một nè. Chứ bốn con là ba cho con được rồi. Hiện tại lúc này thì cò không cho cắt ở đâu ơi. Cò ơi. Hơi ướt à. Cây 105 hiện tại đang dừng lại à. Mới được chép vòng mà nhiêu lúa nè nè. Lúa này cũng khoảng từ gần tấn á. Lúa 504 cái gì á nè. Nhưng mà trúng lắm nha nè. Đây cây 105 nè. Đ
độ lên thay vì quá trời chết ha. Máy thì xè không bằng cây 115 anh em ơi, tốc độ không đẹp hơn, con sói nhỏ hơn. Nó có cây 115 chạy mới nó mới phơi. Đây giống lúa này là giống lúa 504 nha anh em. Lúa này cũng khá trúng nè. Ở đây thì hai cây của Trung Quốc. Ở đây một nguyên một cánh đồng mà có chỉ hai cây cắt rồi. Bữa nay mới khai mạc đồng mới nè. Cây này thì công suất của nó thì nhỏ hơn cây 115. Cây này nó có 105 mã lực. Còn cây 115 mã lực. Hậu này thì 500m về đầu nè. Máy Trung Quốc còi lướt nè anh em, ấp hậu 1. Máy này thì lấy bằng cơ nè, chứ không phải bằng điện. Bằng điện như là mấy robo nè, 120, 130 được. Cậu này lái bằng cơ, xè dữ dằn không, nồi đồng cối đá. Tài này chạy chưa hết ga hết số anh em ạ. Tài này tài nhà chạy không tốc độ, tài mướn chạy mới dữ. Lúc này sẽ kéo múc lúc bằng keo luôn nè. Lúa thì còn trắng hết trơn nè nè. Lúa này công cỡ 900kg đến 1 tấn á. Trắng đồng luôn anh em ơi. Lúa 54 thấy gì trên làm nó không có bỏ chủ. Còn nguyên một cánh đồng luôn nè anh em. Lúa này trúng chứ bạn thấy đâu, công 20 bao anh em ơi. Bây giờ cái xe này nữa là xe thứ hai nè, quốc xe ngập xe không, bữa nay chơi toàn xe lớn không à. Lúa này công cỡ nhiêu bao? À, công cỡ 15 bao chứ vậy. Mà nói gì? 15 bao à, được cỡ nhiêu ký? Lúa 504 này thấy còi còi vậy cho nó trúng như lắm nha nè. Nó nặng ký hơn OM 18. Lúa thấy nghe đùng đùng vậy anh em ơi, dữ dằn không? Công cỡ 8-900 đến 1 tấn à, anh em. Trăm lẻ năm Trung Quốc. Lúa này chắc cỡ 16-17 bao, chắc không tới 1 tấn đâu.
À, sư phụ ra bắt chuột ha. Nãy quất hết mấy con rồi. Xe kéo bắt đầu đi ra để gom lúa nè. Lúa trắng nồng luôn. Có chỗ không? Mới mở đồng mà. Cái xe bự nó chớp nó chóng mặt luôn. Anh em nè, có cắt lúa, có máy đem về đồng Lò Gạch mình ở đây thì đồng này rất là nhiều lúa nhưng mà không có máy ra nè. Anh em nào có cái kèo về đây cắt thì ok em, nhưng mà giá hơi bèo, 250-260 một công à. Nhưng mà nhờ cái trời đất lô. Còn như ở những cái vùng núi thì 300-350 cũng có, nhưng mà đất nó nhỏ nhỏ không à. Vùng núi thì nó cắt có giá hơn ở dưới đây. Lúa nè anh em, trắng đồng hết ha. Lúa này trúng chứ không phải là thắt nghe. Năm con bốn cái gì trên năng suất nó im. Lúa còn trắng đồng hết nè anh em, nhưng mà xe kéo thì kéo liên tục luôn. Ôi giời, có lúa đó nè. Xe này xe khủng luôn, xe lớn. Dục lúa này thì một công 50 ngàn nè anh em. Lúc này lúa lên giá rồi, dặn công cũng lên giá luôn. Lúc này thì cũng gần cuối rồi nha anh em. Lúc này có chuột chạy ra lai gai à. Chạy quỷ diệt tốc độ luôn, Trung Quốc. Lúa này thì 900kg đến 1 tấn. Giá bán người ta 9.200 dữ trời. Chơi thằng xe khủng hồ anh em à. Máy này thì máy 4T hay sao đâu mà chạy gáy quá trời gáy nè. Ây cho. Cũng tay hay là Kia gì chạy quá trời hú. Bao này cỡ 60kg hả? Trời ơi. Nếu mà 60 thì 900kg là xiền luôn á. Năm 54 như là lúc này giá mấy? 92. 92 mà đậu thế. 9.200 kg hả? Ừ. Khủng như trời. Tưởng nay giờ 8.000 không? Lúa còn nguyên một dây luôn à. Chuột dồn nhiều mãi hết á gì ơi. Đồng này thì đồng Lò Gạch Lương An Trà, hiện tại giá lúa thì được 8.000 đồng một ký. Một công thì được 16 bao.
17 bao, có thể là 900 kg. Lúa 504 hiện tại giá bán được 8.000 một ký. Thì hai cây 100 có Trung Quốc mới cung cấp vừa xong nè anh em. Còn cây đó đang đi xuống nữa là hết luôn à. Rồi lúa nè anh em, hết hồng không? Thì còn cây 105 đang đi xuống, còn đam này nữa là cũng cuối cùng luôn nè. Mới xả dạt thì chuột nhiều, lúc này thì không có chuột anh em ạ. Rồi máy cắt cũng vừa xong, mình xin tạm dừng video tại đây. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha, mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo anh em.